tán lại cái này. Cái này mà không lên là cởi trần anh em ơi. Rồi chút xíu đập đập cái quần mà không lên là cởi chuồng. Đó, cái áo là không có áo là cởi trần này. Cởi trần hay là mặc quần này. Rồi. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video với con game MU cổ xưa nha anh em ơi. Thì bản này là bản 2.0 nha anh em ơi. Thì ở bên này nó đang còn thời gian alpha test. Và nó đang có cái event là đua top trong cái đua top reset trong thời gian alpha test, cho nên anh em đang đi reset hết rồi. Và nó có thêm một cái đua top nữa, có nghĩa là đua đập đồ. Tập đồ là ai mà full một set cộng 13 trước á là sẽ được đến lúc open chính thức là sẽ được recoin anh em ơi. Top 1 là được 300, top 2 là được 200, top 3 là được 100. Thì bây giờ mình sẽ thử đập coi tỷ lệ đập đồ nó có hên không và có lên được cộng 13 không. Thì đua top là thế lệ là DK với DL với sâu là phải đủ một set, đủ một set nha anh em ơi, set nào cũng được, và hai cái vũ khí và cái win lên cộng 13 đó. Còn EF là cái ép thêm một cái khiên nữa nha anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mua đây, mình đang đeo con cọ. Bây giờ mình sẽ mua, mình đập lên cộng 9 trước đã. Bên này nó không có cái hộp trao. Bây giờ mình sẽ ép lên cộng 9 trước nha anh em ơi. Nghĩ lên cộng 9 thì bán nào cũng dễ thôi. Đặt từng món một đi cho nó. Đây, đặt món một nha anh em ơi. Rồi. Dứt. À, dễ đấy anh em ơi. Mới nói cũng dễ xong và mẹ cay nha. Không ổn, không ổn. Không dễ anh em ơi. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Không dễ đâu, cũng dễ nha mày. Đó, một món lấy cộng 9 nha. Bắt đầu lấy cái quần xuống đập. Bên này nghe cái tiếng kêu nó phê lắm anh em ơi. Đó, rồi. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Không dễ đâu, cũng dễ nha anh em ơi. Đó, hai món. Tập lúc đầu phải than than dữ lên. Hai món rồi. Con này là ngày 25 là nó sẽ open chính thức nha anh em ơi. Thì anh em nào mà thích cái kiểu bản cổ điển á thì là chơi bản bản này nha anh em ơi. Thì nó chỉ có 5 class thôi, 5 class huyền thoại đấy. Nó không có sum và giờ ép. Rồi, không dễ đâu. Ôi, quên. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Ồ, cũng dễ nha anh em ơi. Đó. Rồi tiếp tục này. Đó. Rồi. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Bây giờ đi theo cái bài như vậy là hay đấy anh em ơi. Đó, rồi. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Ngon 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 anh em ơi. Giờ đập đủ bộ. Đủ bộ lên cộng 9 xong bắt đầu là đi tám lên cộng. Nó lên cộng 10 nè. Đấy, còn chặt. Ui, lại quên không đi theo bài. Theo bài nó là không dễ đâu, không dễ đâu mà. Rồi, không dễ đâu. Không dễ đâu. Không dễ đâu. Đù, vỗ tay, vỗ tay. Đó, lên lên chưa, lên lên chưa. Còn cái khiên nữa chứ. Đó, nhìn lên cộng 9 nhìn nó đẹp trai hơn hẳn này anh em ơi. Đó. Rồi, cái kia nó tán lên luôn. Đó mà không dễ đâu, không dễ đâu. Ôi, dễ thiệt. Rồi, 6 này. 7 này, ôi cái gì? Lúc 5 hả? 7 này, 8 này, 9 này, ôi.
lại không đi theo bài, sao lại chứ 897 gì đó. Nó không dễ đâu, không dễ đâu nhỉ. Rồi để làm lại anh em ơi, làm lại phát nữa này. Rồi nè, không dễ đâu, không dễ đâu, không dễ đâu. Đù, nó đi theo bài, nó đi theo bài rồi là không bao giờ mà xịt được anh em ơi. Đó, bây giờ là lên cộng 10. Lại thêm một em trao nữa. Có lấy 3 em trao đi. 4 viên này thì mình đập lên cộng 10 trước. Cái này nó không có ở đây đâu, cho đập mất thì thôi. Rồi giờ đập cái nón trước nha. À đó, tỷ lệ là 75% nha anh em ơi. 75%. Rồi bây giờ sẽ tăng lên cộng 10. Mình nghĩ cộng 10 thì dễ không mà. À không, không dễ đâu. 1. Chơi. Cũng dễ nha anh em ơi, cũng dễ nha. Đó, một món. Rồi, tiếp tục. Đến cái áo. Một món à. 75% thì tiếp tục. 1. Để xem có làm nên cơm cháo gì không. Thì cái đua top này là cứ ai đập full một bộ là sẽ lộc nha anh em ơi. Đấy, hai món nha, cũng dễ nha anh em ơi. Đấy, cộng 10 mà thua là cộng 13. Rồi tiếp tục. 1 nè, 1 2. Chức đó cũng dễ nha. Đấy, ba món nha anh em ơi. Bây giờ đến cái tay nha, là một mạch đi tính ó một phát là về cộng 0. Rồi chức biết ngay mà mới vừa nói xong. Rồi toan một món này nha anh em ơi, toan một món rồi. Thôi xong rồi, thất bại anh em ơi. Mình có win cộng 12 rồi, chứ nó mình quả này gấp quả này xuống 8 cái win lên cộng 12 luôn, ở cộng 13 luôn. Biết đâu lại làm lên cơm cháo với cái win thì sao. Rồi, phải full set đồ mới được nha anh em ơi, full cá set mới được vào top. Rồi bây giờ đập cái win đi. Đấy, mình hình như 5 viên hay sao. Đấy, 5 viên chứ. Ê, rồi 5 viên này 4 viên kia hả. À 4 viên, à mỗi bên 4 viên. Rồi cộng 13 nha anh em ơi. Làm lên một món trước thì giờ tính sau. Đang xịt mà, cái kia nó đang xịt là mình sẽ có tỷ lệ cao hơn. 1 2 nè. Chơi, yeah. Một món cộng 13 nha anh em ơi. Đù, ngon. Rồi, xong một món cộng 13 rồi nha. Thì bây giờ là đập tiếp cái này lên cộng 10 này. Cứ xịt một món nào là lấy cái món kia táng lên. Đó, táng đánh bốp một phát. Rồi, tiếp tục. 1 2 chơi. Đó, cũng dễ nha anh em ơi, cũng dễ nha. Đó. Bây giờ là còn cái trượng là chưa lên cộng 10 phải không? Đập cái trượng lên cộng 10 luôn, rồi xong đập cái kin luôn. Rồi xong mới đập đến mấy cái kia. 75% 1 nè. Ném đi. Cứ ném đi. Được một món cộng 13 thì cũng đỡ nha. Chơi. Ui, cũng dễ nha. Đó, lên cộng 10 nha. Rồi còn cái kin nữa phải không? Trong cái lượt này là mình phải thoát ra. Ôi, kin chưa có thoát ra vào lại cái nào. Cái gì xét lại anh em ơi. Đó, bây giờ mình vào lại. Vào lại. Rồi về mua tiếp. Rồi tiếp tục hành trình. Hành trình đến lúc mà sau mình kiếm thêm một món tay nữa mình đập lên cộng 13 thì đơn giản rồi, một món thôi. Bây giờ mình đập nhiều món nó mệt đấy, không?
Đó, giờ mua thêm một mớ ngọc nữa về tán tiếp. Tranh thủ. Ai còn mai nữa. Biết đâu lại lớn ngớ lại vớt cái top 1 từ đâu. Rồi, in phải không? In nè. Rồi, 75%. Ném đi. 1 2 Ui, cũng dễ nha. Đó. Thì bây giờ là đồ của mình là lên full cộng 10 rồi. Còn món cộng 13 còn đâu là full cộng 10 nha anh em ơi. Thì bây giờ sẽ làm lại tiếp tục lên cộng 11. Đấy, khúc này mới là khúc quan trọng này anh em ơi. Đó, lên cộng 11 mới là khúc quan trọng. Một cái cao nữa, tỷ lệ còn xuống 70% nha. Đấy, kệ đi, 70% nhưng mà đúng bài là vấn đề nè. Chơi! Đó, cũng dễ nha, cũng dễ nha. Đó. Rồi. Không, lấy cái áo. Làm tiếp cái áo nó coi. Càng lên cao nó càng hồi hộp. Rồi, 70%. 11 này. 1. Làm full món 11 thì bắt đầu là lên lại lên 12, 12 xong rồi lên 13. Tập đến khi nào mà cởi chuồng thì thôi. Tập diệt mất đồ mà anh em. Có khi nào cái này mất không? Mới nói cởi chuồng xong cái này mất luôn nè. Không mất được đâu, nhìn mùi thơm thơm lắm. Rồi, quăng lẹ đi. Ôi kìa. Quăng. Chơi. Ui, cũng dễ, cũng dễ. Cộng 11 nha anh em ơi. Tiếp tục này, tiếp tục này. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Rồi. Đấy, 2 viên nữa. Rồi. Ok, nó ném 3 lần kìa. Tán luôn. Đấy, nó phải thế nha anh em ơi, vỗ tay. Rồi. 11. 3 món cộng 11 rồi. Rồi lên lên một cái nữa. Ôi, hết hết ngọc. Về đi mua ngọc. Không mua đủ cặp gì hết giờ trời. Rồi. Rồi, bây giờ mua ngọc đập tiếp. Rồi, tiếp tục. Bây giờ là còn cái nào? Còn là 2 món. 3 món. 3 món chưa lên cộng 11 phải không? Giờ đập 3 món lên cộng 11 trước. Xong là đi lên cộng 12. Rồi, tiếp tục. Ồ, nó ném kìa. Chưa. Lên. Một nè. Hai nè. Dứt. Cũng dễ nha anh em ơi. Lên rồi, lên rồi. Tiếp tục. Làm liên tục để cho nó ngọt luôn. Đó. 70%. Cậy này. Lên 11 nữa là còn cái khin nữa là mới full. Bắt cái tay uống thịt. Một nè. Hai nè. Dứt. Ồ, cũng dễ nha anh em ơi, cũng dễ nha. Đập chút giờ nó lên giống như trẻ tre vậy đó anh em ơi. Đó, bây giờ là đập cái khiên. Rồi, tiếp tục. Ném đi. Hai nè. Ồ, nó lại ném 3 lần. Không phải, nó mới ném. Ồ, chỗ nó ném quá trời luôn kìa. Lần nào nó ném quá trời là xịt đấy anh em ơi. Không ổn, không ổn. Rồi, toang mất rồi. Toàn mất cái khiên với cái tay. Bây giờ cộng 11. Rồi, tiếp tục. Đó, tiếp tục nè. Thôi. Rồi, 70% tiếp. 1. Cộng 12 là nó bắt đầu căng thẳng rồi đây nha mày. 1 2 Dứt. Ui. Cũng dễ nha, cũng dễ nha. Đó, lên cộng 12 rồi, lên cộng 12 rồi.
Bây giờ mình đập hết tua này, mà cái nào mà xịt mà lấy, mình lấy cái này mình tán lên cộng 13 đó. Bài nó đi theo bài đó anh em ơi. Rồi về môn học tiếp. Về môn học tiếp hôm nay là kiểu gì cũng phải được 50% là lên cộng 13. Ngày mai đập thêm 50% nữa, đấy. À, giành top 1. Phải full một cây mới đủ nha, mới được top nha anh em ơi. Được, thôi. Ok. Rồi. Cọ nó bay kinh nhiều. Rồi, bây giờ là làm cái ơi. Áo, áo lên cộng 12. 3 viên mỗi món. 70%. Ném đi. 3 lần là dứt. Một nè. Một lần không dứt. Một nè. Hai nè. Dứt. Ui, cũng dễ nha, cũng dễ nha. Đó, lên cộng 12 nha. Sắp chạm chân vô top 1 rồi anh em ơi. Đó, sắp chạm một 1/2 chân vô top 1 rồi. Đấy. Đấy, tiếp tục, cái quần đó, cái quần với cái chân với cái trượng đó. Lần này nó ném 2 lần này. Bỏ nó kêu kìa. Một ngón rồi. Một nè, hai nè, dứt. Ui, cũng dễ nha anh em ơi, cũng dễ nha. Đấy, rồi hai món rồi, còn cái chân nó dứt, nó về môn ngọc tiếp. Rồi tiếp tục, một hai dứt. Ui, xong rồi. Thôi, toàn rồi, toàn rồi, toàn rồi. Còn được 3 món này anh em ơi. 3 món lên cộng 12 bây giờ. Bây giờ lúc nãy thầy dạy sao ta? À, toàn một món là quay lại đập lên cộng 13 liền. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhớ rồi. Có 8 viên anh em ơi. 8 viên. Có thêm 3 viên nữa. Ê. 5 viên nữa. Rồi. Ôi, nhìn bắt đầu cái chuồng rồi đó. Mà mình nghĩ là sẽ được 50% rồi, còn bây giờ là cái này lên cộng 13 chắc nè. Đúng không? Chưa biết được. Rồi, chào đâu? Chào đây. Rồi. 13 này. Ui, biết ngay mà, biết ngay mà. Đó. Đi theo bài là nó vậy đó anh em ơi, đi theo bài là nó vậy. Rồi hai món cộng 13 rồi. Bây giờ là đập thêm cái trượng này lên nữa. Đập thêm cái trượng này lên cộng 12 rồi bắt đầu là đi vòng lại là 13, là full 13 hết anh em ơi. Đi theo bài nó cũng dễ mà. Đấy. Rồi tiếp tục ném đi. Một. À, cái bữa bà nó ném một lần. Còn hai món nữa. Này hai món 13 rồi. Chức. Ui, xong rồi. Rồi, thầy dạy là phải tán lại cái này. Cái này mà không lên là cởi trần anh em ơi. Rồi chút xíu đập đập cái quần mà không lên là cởi chuồng. Đó, cái áo là không có áo là cởi trần này. Cởi trần hay là mặc quần này. Rồi. Một nè, hai nè, dứt. Ui, cũng dễ, không cái trường được, thôi không cái trần được anh em, không cái trần được. Đó, bây giờ là 3 món này nha anh em ơi. Mình nói rồi, nó cũng phải cần gần được một nửa. Bây giờ là đến cái ồ, hết gen hả? Cái hộp nào ra gen đây, đây. Thank you.
Quên hết gen, đánh lệnh gen mà. Thế thêm nhiều hơn 2 tí à? Rồi còn phát cuối mà. Phát cuối là lên cộng 13 nè. Rồi còn phải kiếm thêm mấy món thiếu thiếu nữa. Em phát này cởi chuồng nha anh em ơi. Bắt quần là cởi chuồng. Dư rồi. 70%. Rồi ném đi. Ui ông kia cũng cởi chuồng kìa. Rồi. Tục này. Một nè. Hai nè. Một nè. Một nè. Phát cuối cuối mà nó ném vậy không à? Một ấy kìa, à mẹ làm nhấp nhấp kìa, có láo chưa kìa. Ông kia đập thất bại, ông thông báo đập hai phát thất bại liên tiếp này. Ngon ngon, gặp mình lên rồi, gặp mình lên rồi. Nè thông báo này. Một nè. Hai nè. Dứt kịp ngay mà. Như vậy là được 4 món này nha anh em ơi. 4 món cộng 13 nha anh em ơi. Đập cũng dễ nha. Đó. Mình 4 món cộng 13, bây giờ mình chỉ cần kiếm là cái khiên, cái trượng với lại cái tay với cái chân nữa. Đập lên 13 nữa là lúc lúc tốt nha anh em ơi. Đó, ngon chưa? Ồ, cũng dễ nha. Đấy. Đấy. Video mình lại xin kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Để mình gom gom thêm cái chân tay với cái chân nữa. Cái tán lên coi xem đã đủ full 13 không. Để lên được lên top không. Rồi, bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.